Kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Lan Đăng Khôi ha. Hôm nay thì em có lựa được một số chậu hàng giống để cô chú anh chị mình sưu tầm mình chơi ha. Chậu đầu tiên em lên đó là chậu chớp vàng đỏ xưa. Chậu này hai thân nguyên zin ha. Nhưng mà nó hơi bị xin dưỡng ha. Em chia sẻ cây giống để cô chú anh chị mình về mình chăm lại mình chơi ha. Chậu này hai trăm rưỡi bao ship của chú anh chị, 250 bao ship chậu vàng đỏ xưa hai thân sẹt rất là đẹp luôn, 250 bao ship. Chậu tiếp theo em lên đó là một chậu chớp đồng tiền xưa, đồng tiền xưa bông cực kỳ đẹp luôn của chú anh chị, có chậu cũng đang nở chớp rất là nét luôn, bông nguyên cụm nhìn rất đã. Đồng tiền xưa chậu này thì hai thân nguyên zin, bộ rễ thì rất là ok à. Đồng tiền xưa dòng này thì cây giống rất là khỏe của chú anh chị mình chăm rất là nhàn ha, mình mới chơi mình chơi mấy chậu này chăm rất là khỏe luôn. Đồng tiền xưa chậu này em giao lưu của chú anh chị mình 250 bao ship ha, 250 bao ship. Chậu tiếp theo là một chậu chớp vàng đỏ thuận 5%, vàng đỏ 5% thuận nha cô chú anh chị. Chậu này thì em mới trồng mà nó cũng đang xuống rễ nè, 5% thuận cộng này sai giống thôi, 500 thuận thì mình làm tác phẩm mình chơi cũng rất là đã. 500 thì cơ bản là cái dòng nó rất là khỏe của chú anh chị, bông đẹp. Chậu này em giao lưu cô chú anh chị mình 250 bao ship luôn, 250 bao ship sẹt lá luôn, 250 bao ship. Chậu tiếp theo em lên đó là một chậu chớp cũng bông rất là đẹp, chậu chớp pin cánh tròn người thân thủ nhìn rất là đã, bộ lá của chú anh chị nhìn nè, nó ship rất là đẹp luôn, ship giống như là thiên long vậy đó, bông rất là lá rất là đẹp luôn, nhìn cái bộ lá là mê liền luôn. Cây thì mập ú, cây này mình sưu tầm về mình làm giống thì mau có tác phẩm mình chơi ha, bộ lá nhìn rất đã rất là to luôn. Cọng này một mẹ một mầm đang đi ngọn, ngọn này còn đi rất là cao cô chú anh chị. Cọng này thì cọng mẹ nó đã 22 cm này, 22 cm này, cái mầm hiện tại nó cũng khoảng 10 cm nè. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 800k bao ship nè, 800k bao ship rất đẹp rất khỏe luôn, 800k bao ship, cây rất là rẻ, mình chậu này mình về mình chơi rất là nhanh nè, 800k bao ship, pin cánh tròn mặt bông rất là đẹp cô chú anh chị, bông cực kỳ cưng luôn, pin cánh tròn. Chậu tiếp theo em lên đó là chậu chớp mắt đen, cái này cộng đầu em cắt trồng nó đang ra rễ nè, rễ xanh rất khỏe nè, mắt chớp mắt đen bông ba biên cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. Những dòng này thì hàng sưu tầm ha, mình chưa có thì mình sưu tầm giống để mình về mình chơi cô chú anh chị, bông rất là đẹp. Cộng này thì nó khoảng 11 cm, 11 cm. Chậu này em giao lưu cô chú anh chị mình 1.500.000 bao ship ha, 1.500.000 bao ship, 1.500.000 bao ship chớp mắt đen bông cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. Chậu tiếp theo là một chậu chớp cũng rất là ít giống luôn, hàng này thì cực kỳ ít giống luôn, đó là chậu chớp violet ha, violet. Nó cái khuôn bông nó cơ bản nhìn giống giống như là ngọc trai đen nghịch, nhưng mà chớp ba biên nó rất là rõ, bông nó đẹp hơn ha, ba biên nó cực kỳ rõ luôn, rất là nét violet. Cây này dòng này thì cũng ít giống thôi, mấy cây này thì em cũng chia lại của mấy người anh rồi, có dư giống thì chia sẻ lại cô chú anh chị mình sưu tầm mình chơi ha.
Chậu này đang đi rễ cực kỳ đẹp luôn rồi nè. Rễ xanh rất là nhiều. Cái lá này tại em xịt thuốc á. Xịt thuốc gặp ngay trời nắng cái nó bị vàng lá ha, chứ nó không ảnh hưởng gì nhiều ha cô chú anh chị. Nó đang u mầm luôn nè. Chớp violet. Cây này cũng ít giống lắm cô chú anh chị. Cô chú anh chị là mình chưa có, mình sưu tầm về mình chơi ha. Cọng này thì nó khoảng 15 sen đó cô chú anh chị, 15 sen. Chậu này em giao lưu cô chú anh chị mình 1 triệu 9 bao ship ha, 1 triệu 9 bao ship. Cây này nó ít giống nha cô chú anh chị. 1 triệu 9 bao ship. Chớp violet. Chậu tiếp theo em lên đó là một chậu chớp ngọc che đen, ngọc che đen nghịch, ngọc che đen nghịch. Chậu này thì bốn thân nguyên zin ha, cùng với cái mầm nó đang lên, bốn thân nguyên zin cùng cái mầm đang lên. Cây rất là khỏe của chú anh chị. Có hai cây thì nó bị mất lá, hai cây nó bị mất lá. Cây khỏe. Cái mầm này thì tương lai nó cũng sẽ cao hơn cây mẹ nó cô chú anh chị. Tại giờ nó rất là đủ lực rồi. Nguyên cái chùm này nuôi của mình nên đó. Chớp ngọc trai đen, ba biên cực kỳ đẹp luôn. Đây là dòng ngọc trai đen nghịch cô chú anh chị. Chậu này thì mình mua về mình chơi, mình mau có bông mình ngắm ha. Cọng này tương lai thì sẽ có thể ra bông rồi. Năm thân. Năm thân này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 2 triệu mốt bao ship ha. 2 triệu mốt bao ship. Tính ra rất là rẻ luôn. Thân nó cũng khoảng 500 ngàn à. Không tới 500 ngàn nó 400 mấy à. Bình thường thì em bán thân cũng gần cả triệu à. 2 triệu mốt bao ship. Cô chú anh chị mình có sưu tầm thì mình chốt ha. Có chậu này nó nhiều thân thôi. Tiếp theo em lên một số chậu dòng cam nha cô chú anh chị. Đó là chậu cam lửa danh trần ha, cam lửa danh trần. Đây là cái dòng cực kỳ hot luôn nha cô chú anh chị. Bông cực kỳ đẹp. Cái màu cam chớp nghịch rất là đã luôn. Cam lửa danh trần. Dòng này thì rất nhiều cô chú anh chị mình cũng biết ha. Bông nó rất là đẹp luôn, bông em nở tại vườn cũng nhiều. Cam lửa danh trần. Cái này em chia sẻ một cái kỳ này giống ha, tặng luôn cái thân củi. Thân củi thì trên ngọn nó vẫn còn mấy cái mắt nha cô chú anh chị. Mình mua về mình có thể sưu tầm mình chơi được ha. Đây. Mấy size nhỏ này thì ít lắm cô chú anh chị, không có nhiều ha. Cái kỳ này em giao lưu cô chú anh chị mình 1 triệu 2 bao ship đi. 1 triệu 2 bao ship. Cho 1 triệu 2 bao ship. Mình mua về mình sưu tầm ha. Cái này nó có cọng củi nên cái mầm nó rất là khỏe của chú anh chị. 1 triệu 2 bao ship ha. Cô chú anh chị nào nhắn trước thì em chốt trước ha. Mấy size này nhỏ rất là mau. Chậu tiếp theo là chậu cam sọc. Cam sọc cũng là dòng cam, nhưng mà nó là một cây chấp thuận của chú anh chị. Cam sọc. Cây này thì cái màu nó cam nhưng mà nó có cái gân đó cô chú anh chị, nên kêu cam sọc ha. Dòng cam thì cơ bản thân thủ nó rất là khỏe. Chậu này thì đang ú cái mầm lên luôn nè. Cây thì mập ú, lá rất là to luôn. Size này size giống thôi. Em chia sẻ cô chú anh chị mình 330 bao ship ha, 330 bao ship. Rất là rẻ luôn. Chậu cuối cùng hôm nay em lên cũng là một chậu cam danh trần luôn. Cây này thì trọng cũng ấm chậu rồi, rễ rất là khỏe rồi. Cọng này thì nó khoảng 4 sen, mập ú luôn, ú nu luôn. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 1 triệu 6 bao ship ha. 1 triệu 6 bao ship đi. Size này size giống thôi. Size giống mình bán chậu ha. 1 triệu 6 bao ship. 1 triệu 6 bao ship.
cô chú anh chị mình có sưu tầm thì mình sưu tầm ha. Còn có chậu này chia sẻ của chú anh chị mình chơi ha. Rồi chậu Gilbagon. Gilbagon này bông đẹp nè. Gilbagon em có chậu nó đang nở bông luôn của chú anh chị. Bông cực kỳ đẹp. Chậu này hai thân nguyên zin ha. Em giao lưu 250 luôn, 250 bao ship cho mình về mình chơi luôn, 250 bao ship. Có cái bông Gilbagon nó đang nở rất là đẹp luôn. Để em quay cho cô chú anh chị mình coi ha. Đây, bông Gilbagon đây. Chớp rất là đã luôn. Cái nền vàng mà chính giữa chớp đỏ sẹt rất là đã luôn. Cái này có nắng mình nhìn đẹp lắm cô chú anh chị. Tại chắc tối này em quay đèn LED nên nó không có nét cho lắm ha. Bông cực kỳ đẹp. Em xin kết thúc video tại đây ha. Cô chú anh chị nào mình có sưu tầm thì nhắn Zalo của em ha.